sức lên H1 sức 50, 2 full 40 và 2 chép array cộng theo 2 cái cung nữa nha các bạn. Mẫu lo này cho tiếng ca, tiếng nhạc rất là sáng và chắc. Đó. Thì mình chọn những dòng sản phẩm, chọn linh kiện tốt để đáp được cái một sản phẩm tốt để cho bà con tiêu dùng sử dụng cho nó hay và cho nó bền. Vậy mình bán rất là chạy hàng nha các bạn. Thì mình cũng cảm ơn các anh chị, các bạn đã tin tưởng ủng hộ bên công ty của mình các dòng sản phẩm lo kéo. Thì các thắc mắc bảo hành hay là đặt hàng gì, các bạn cứ gọi số điện thoại 0948 85 86 85 hoặc là Zalo 096 34 83 983 để mình tư vấn cho các bạn. Về linh kiện thì mình bảo hành 6 tháng đổi mới. Thì về sản phẩm mình bán nguyên cái lo là mình bảo hành cho các bạn 1 năm. Các bạn cứ an tâm, thoải mái, xài thoải mái, bảo hành có mình lo cho. Đây là mình đã chạy tới khu vực Tầm Du. Khu vực này cũng có một cái di tích lịch sử nha. Nghĩa trang liệt sĩ Tầm Du là những khu du lịch kháng chiến ngày xưa. Là còn 4 km nữa là mình đã tới Lạch Rồi. Thì khách hàng ở Hậu Giang trên đường này là mình bán rất nhiều sản phẩm bên lò kéo của mình. Thì tùy theo khu vực nha các bạn, khu vực thì thích mẫu này, khu vực thì thích mẫu kia. Bến Tre thì thích hàng khủng. Nhưng mà lại là Hậu Giang là thích mấy cái lò kéo khủng long, có nghĩa là lớn.
lớn hơn hàng khủng nữa, nặng hơn hàng khủng nữa, hát mạnh hơn nữa. Mình đã ra tới khu vực chợ Kinh Cùng rồi, trời cũng mưa rất là lớn, khách hàng mình cũng đang chạy ra đón rồi, chắc cũng mưa ướt hết trơn rồi. Sẽ tới cái bến xe để mình chờ khách của mình nha. Mình mặc áo mưa đỏ ra chạy đón mình vô, tại vợ anh ở trong vùng sâu, bởi mình không có xe, không có vô tới chỗ được. Hôm nay mình đi xe lớn thì chút cũng phải đẩy xe, để lên xe máy đẩy vô khoảng trên 100 mét. Đây là đường nông thôn của tỉnh Hậu Giang, thì này cũng được chải nhựa lâu rồi nha. Đây là mình tới cái cầu kinh này, là cầu kinh của nhà nước, cầu của nhà nước chứ không phải là cầu của dân nè. Thì các bạn nào mà ở khu vực Hậu Giang, khu vực này á, thì có muốn qua Thép Tâm Thanh á, thì các bạn nhìn cái đường đi đã biết rồi, thì ghé nhà khách của mình thì cho Thép bình thường thoải mái thử âm thanh. Đây là mùa nước nổi, và đây là chưa nhật nha, nước đây còn quá trời luôn. Đây nước ngập rồi. Đây ông anh ở đây đang đẩy côn. Đó, đang đẩy côn. Đẩy côn này là đẩy côn không có điện. Nước tới lưng quần. Đó, nước ngập tới lưng quần luôn. Ở đây đẩy điện. Rồi, 1 2 3 rinh. Rồi, bỏ xuống. Dạ, chiều nay được lên YouTube luôn, được lên TV truyền hình luôn. Mình đã tới nhà ông chú rồi các bạn, ở Hậu Giang. Dạ. Nước đá được rồi. Khổ cà phê, hai này không có thích cà phê. Có thích nhậu thì được à. Có, con có đem thùng bia để ngoài xe. Khiên cái lo nãy giờ vô là 500 mét nha các bạn, đẩy lo vô là 500 mét bằng đường xe máy đó. Mình đã đẩy được tới nơi rồi, để mình nghe điện thoại tiếp, cái mình quay tiếp. Đây là cái lo cấu hình là 3 bát nha các bạn, 3 bát, 1 bát 50, 2 full 40, sử dụng 2 chép array và 2 full Long Mỹ Hậu Giang đó. Bà cô quả sức mạnh không, khiên cái máy lạnh nổi luôn ha. Chúc hát một bài nghe con, đặng lên YouTube. Dạ. Dạ dạ, để vô coi nha. Long An. Dạ, chú à. Thằng này quê Sóc Trăng nè, gần đây sát bên nè. Đây là mình, cái lo này mình có xài cái hai cái lo chung nha các bạn. Cho tiếng ca hay và tiếng kép nó sáng và lực nữa. Cái cấu hình này là cấu hình mới của năm 2023 chứ lộn. Đó, rất là đẹp, rất là lực nha. Để vô cái là bích cái nhà luôn á.
nhà cũng một tay văn nghệ nha, một tay văn nghệ ráp cái tivi. Dạ, hồi hát để cho phục vụ cho bà con phương xa nghe giọng hát của Hậu Giang. Dạ. Đó là có bia tới rồi đó nghe. À, chuẩn bị xong là đánh một trận lớn, cô nói là hát tới chiều luôn đó. Đó, chuẩn bị hết rồi nha các bạn. Mình chở lo tới chủ nhà là chuẩn bị tivi để hát để thấy cho chữ nó lớn. Biết lỗi cần gì bắp dừa. Phải không? Chiên khô xong là làm được rồi. Biết lỗi cần gì bắp dừa. Chứ đám tiệc kêu mồi cá đóng ra rồi xong rồi có ăn được gì đâu. Các bạn thấy tình thương mến thương giữa miền Tây không? Ông anh này bưng bia vô rồi cô nó là kêu vợ về chiên khô được rồi đó. Rồi để cắm ổ điện đi, cái con kết nối vậy. Em kia đi rồi. Đi rồi, cho đi chơi đi. Nó khu nó khu địa phương nó mà. Đó, bả điều quân đó. À tụi bay ơi, tao mua cái lò quá đẹp rồi, quá ngon rồi đó. Tụi bay lại tập trung lại nhà tao hát coi. Khởi động cái tivi để cho mình kết nối với cái tivi với cái lo kéo luôn nha. Hồi nãy cái điện thoại đó kết nối với Bluetooth đó, chú tắt Bluetooth đó đi. Đó. Dạ khỏi đó. Đây là các bạn, cái tắt Bluetooth đi. À, đây là cái thiết bị My TV của chủ nhà đã mua bên Vinaphone, thì nó có sẵn tính năng Bluetooth nha. Các bạn nào mà ở nhà mà có sẵn cái thiết bị này á, đây cái remote đó đây. Đây là cái thiết bị giọng nói thông minh, thì nó có tính năng Bluetooth, thì mình sẽ kết nối với cái lò kéo thông minh của mình luôn, để lên vậy là hát rất là tiện, rất là dễ. Đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn kết nối. Ý kiến của cô nó là mua cái lò nhỏ á, là ổng lo qua hàng xóm bỏ được phải không? À, chở qua nhà bà xui bỏ luôn, bả nó không xách về ha. Còn mua lo này mời bà xui qua nhà hát luôn. Hợp lý không chú? Mời bà xui qua đây hát luôn chứ khỏi chở lo qua bển. Chở gì nổi nữa mà chở. Dạ. Đây mình vô cài đặt lại. Đây có vị này nè. Đây được rồi. Đây mình vô một cài đặt ha. Đây mình sẽ vô một cài đặt và mình xuống một điều khiển từ xa và phụ kiện. Làm sao nó treo. Đây vô được. Bấm OK rồi mình sẽ bấm thêm phụ kiện. Nó đang tìm á, đang tìm phụ kiện. Rồi thiết bị của mình lo kéo mình đấy chứ bào rồ audio nha. Mình sẽ bấm OK. Rồi nó hỏi mình có ghép nói hay không, mình bấm ghép nói. Lúc này nó OK nha, mình bấm ghép nói. Đó, ghép nối. Rồi nó đã ghép nối thành công. Bây giờ mình trở về cái nút này là màn hình chính nè. Mình trở về màn hình chính. Rồi mình vô cái mục YouTube. Rồi mình sẽ hát thôi nha các bạn. Đó, giờ là kết nối thành công. Các bạn ơi. Đó, đây là đặc sản của quê hương Hậu Giang. Hậu Giang đây luôn, Hậu Giang đây luôn. Đó, về Hậu Giang bán lo là vui vậy. Đó, chỉ có Hậu Giang mới có khô nhà làm này thôi. Là khô nhà là ông anh ổng đi kéo côn á, đi kéo côn có cá lóc và là để làm khô để đãi các chiến hữu. Nghe nói chuyện vui quá hả chú? Dạ. Mua bán mình phải vui vậy chứ. Dạ. Đây cái bo mạch mình để sau vậy nha các bạn, đừng cho mấy cái bạn mà lại hát rồi không có bị phá nha. Đó, mình chọn cái bài mà có cái phông chữ nó bự nè. Ủa sao nó nhỏ ta?
Thêm cái món mới nữa nha các bạn. Ổ vịt nhà đang ấp trứng, chủ nhà lấy ra đãi luôn nè. Đang ấp trứng là gần nở rồi, thành giờ thành hộp vịt lộn đó. Mà tính đãi hộp vịt và hộp gà thôi, đãi hộp vịt đi. Hộp vịt lộn. Hộp vịt lộn là ăn bổ hơn. Đó, đây là đãi hộp vịt lộn luôn đó. Đây là món kim chi ở nhà làm. Đó, toàn bộ là ở nhà làm hết luôn. Dạ. Xong rồi. Do cái do ông chủ mất nói chuyện chạy chậm. Đó, bây giờ mình mới khởi động lại do hồi nãy giờ wifi nó bị yếu. Vô đi, vô đi, nhạc lên rồi, vô đi. Thank you.
gì hát hay quá bài, hàng xóm điện lại hỏi chị mua lo nào mà hát hay dữ vậy, bả ra ngoài bả trả lời kìa, nó mua lo của Thanh Cao. Cái đó là đang Google đang chạy. Cái này quay quay đăng lên nha. Đúng rồi, đăng. Sau đây là một vài video. Dạ đăng lên. Vỗ tay vào vỗ. Ừ.
我动手了没有？啊，你要干嘛？